Hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ha. Phải nói là trong một khoảng thời gian chờ đợi quá lâu luôn các bạn, thì hôm nay Phương đã được có cơ hội trải nghiệm thực tế trên mẫu xe Kia K5. Và kế Phương đây là phiên bản Premium nha các bạn. Thì hiện tại có thể nói là showroom Kia Tân Sơn Nhất là một trong những showroom tiên phong có những cái mẫu xe mới nhất của Kia cho các bạn trải nghiệm chạy thử. Đầu tiên là một mẫu xe best seller hiện tại bây giờ, đó chính là Kia Carnival. Hiện tại showroom cũng đã có xe chạy thử luôn. Và kế đến, mới vừa cách đây vài ngày thì showroom đã cập nhật mẫu xe mà đang được các bạn trẻ rất là ưa chuộng, đó chính là mẫu xe Kia K5, cũng có cho các bạn chạy thử luôn. Và hôm nay Phương sẽ cùng một anh bạn trải nghiệm thực tế trên cái mẫu xe Kia K5 này ha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân Phương. Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình lái thử với con Kia K5 phiên bản 2.0. Giờ mình bắt đầu cho các bạn xem nha. Rồi giờ mình về D này. Mình hạ phần tay xuống rồi, bắt đầu mình chạy nè. Cảm giác cầm vô lăng rất là thoải mái nha các bạn. Rất là mượt. Trên cái vô lăng này thì mình cầm khá là thoải mái các bạn. Ngoài ra thì nó có thêm mà khi các bạn mà lái về như thức như là xi nhan như này đi, thì nó có hệ thống cảnh báo điểm mù trên màn hình táp lô luôn, giúp cho các bạn quan sát được. Wow. Khi mà các bạn chạy vào cua hay là như đường bình thường, mưa mà nó đọng lên trên gương này, các bạn khó quan sát được, thì bạn dùng cái này có thể quan sát được cái những xe phía sau đó, bạn thấy không? Rất là rõ. Không biết anh Phương có muốn hỏi thêm về một số chức năng xe như thế nào không anh Phương? Có một số bạn hỏi Phương là về cái độ tiêu hao nhiên liệu trên cái mẫu xe này, thì Tiến có cảm nhận gì khi mà đối với cái khối động cơ mới của thế hệ K5 hiện tại bây giờ, thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ như thế nào ta? Theo Tiến được biết ấy, thì nếu mà cái dòng này thì nó đang mang trang bị cái động cơ 2.0 Smart Gym, động cơ mới của dòng Kia, thì Tiến nghĩ tầm 100 cây thì tương đối khoảng tầm 8-9 lít thôi. Đó. Tại vì Tiến cũng chưa có trải nghiệm nhiều với dòng xe này, hiện tại đây là cũng lần thứ 2 Tiến đang trải nghiệm với dòng Kia K5 này thôi. Thì để mà qua bao nhiêu sử dụng nhiều á, thì Tiến mới biết được cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này đối với 100 cây như thế nào các bạn. Dạ. Thì cái vị khách đó cũng comment ở trên kênh Chuyện Của Bầu, các bạn cũng hỏi rất nhiều, cũng hỏi là giữa 2.0 với 2.5 thì cái con nào nó hao xăng hơn. Đó. Thì cá nhân Phương thì chưa được trải nghiệm thực tế, nhưng mà Phương nghĩ là cả hai khối động cơ đều có trang bị tức rất nhiều cái chế độ lái ở trên cái mẫu xe này. Đó. Thì trong đó nó có một cái chế độ, Phương nghĩ là cái chế độ cũng tiết kiệm nhiên liệu, đúng không Tiến? Đúng rồi, trên này vậy thì nó có... Tiến có thể nói thêm về các chế độ lái trên này thì có chế độ lái remote, là nó có thể tới 5 chế độ lận đó, bạn có thể xem này. Thì nó sẽ tùy biến trên màn hình tablo luôn. Bây giờ mình đang thử là chế độ sport này, còn đây là chế độ comfort này, nó đều tiêu tiện luôn. Rồi cái này là sport. Rồi custom này là chế độ gọi là yêu thích nhất trong các cái dòng xe mà Tiến đang lái á. Phía trước có đèn đỏ. Thì tại vì nó thứ nhất về cái độ mà chân ga nó sẽ rất là linh hoạt. Thứ hai nữa về vô lăng đánh lái cũng rất là dễ dàng. Đây mình đang thử chế độ này về tuyến đường Phạm Văn Đồng này. Đó, mình đang linh hoạt. Bạn có thể đánh lái một cách dễ dàng luôn. Quay cái nào là đang nóng. Rất là chắc. Các bạn có thể thấy được cái tiếng máy nó gầm lên và cái tốc độ nó bốc, cảm giác rất là dính ghế luôn á các bạn. Ngồi ở bằng trước cảm giác rất là dính ghế. Cái này là với cái động cơ này mới là 2.0 thôi, còn Tiến nghĩ 2.5 còn dính ghế hơn nữa. Đây là cái cảnh báo điểm mù trên gương này, là nó quan sát được phía sau xe mình nó có xe nào có vật cản điểm mù hay không này.
tại mình đang mới đạp nhẹ thôi mà lên tới 68 km/h rồi các bạn. Có thể với cái tốc độ, cái khả năng mà tăng tốc của Kia K5 phải nói là rất ấn tượng các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một chế độ mới nữa là chế độ Sport, coi thử cái động cơ này đối với 2.0 thì nó có bốc hơn như 2.5 hay không. Cái này bắt đầu là 2.0 mà. Đó, các bạn thấy động cơ rú không? Đó, các bạn nghe động cơ gào lên rất là dữ ha. Ngồi ở hàng trước mà với cái từng cái cảm giác lái, cái chế độ lái này thì rất là hào hứng các bạn. Kế đến nữa là đó là Phương nói về các chế độ lái cũng như các chế độ mà nó phù hợp với cho cái việc tiết kiệm nhiên liệu rồi. Thì hồi nãy trong cái lúc mà quá trình đang chạy thì Phương có nghe giọng đọc cảnh báo tốc độ hay là tới báo điểm trên cái bản đồ của mình. Thì Tiến có thể nói về một chút xíu về cái chế độ màn hình cũng như những cái tính năng mà nó đi theo cái màn hình này cho các bạn rõ hơn được không? Tính năng này thì hiện tại trên dòng này đang có trang bị cái HUD là thể hiện tốc độ khi mình chạy. Thứ hai nữa, ngoài ra thì đã có thêm cảnh báo điểm mù trên cái kính lái và kính gương chiếu hậu luôn. Gương chiếu hậu. Ngoài ra thì nó có thêm camera 360 độ. 360. Đúng rồi. Và cảnh báo điểm mù trên màn hình lâu. Cái thứ hai, thứ ba nữa là có thêm một chế độ nữa, đó là Smart Cruise Control, là nghe tự động. Bình thường các bạn mua những cái dòng xe mà phân khúc thấp hơn đi, B, C thì cái nghe tự động Cruise Control thì các bạn phải dùng một số thao tác, qua nhiều thao tác. Còn này thì chỉ cần bạn đang ở tốc độ là 40 km/h, các bạn chỉ nhấn nghe thôi, nhấn vào đây này là tự động. Chế độ nghe tự động này sẽ tự động chạy với nghe tự động 40 km/h luôn. Bây giờ mình set này, đó, mình thẻ đây là tự động nó đang chạy mức 55 km/h. Đó, chỉ các bạn không cần phải set nữa là tự động 55 km/h chạy ngoài luôn. Đó. Anh Phương nghĩ sao về cái chế độ này? Đây là một cái chế độ mà nó dành cho những cái chuyến hành trình dài á các bạn. Phương thấy cũng khá là thú vị á. Đó là về cái công năng của tất cả đây. Một trong những cái điểm Phương rất thích khi mà bật sinh nhan là camera 360 đã hoạt động triệt để trên màn hình điều khiển cho các bạn thấy nè, đó. Trong 300m vùng thu thập thông tin giao thông. Đó, các bạn nghe giọng nữ đọc không? Đó là cảnh báo trong cái đoạn đường mình đi. Cũng rất là hay. Rồi, kế đến thì Tiến có thể nói về những cái chức năng giải trí nào đó trên mẫu xe này được không? Tại vì Phương thấy đa số là khách hàng của những mẫu xe này là khách hàng trẻ. Khách hàng trẻ với lại tầm các bạn 9X á, theo xu hướng 2022 hiện nay. Thì với cái dòng này á, thì nó được trang bị với hệ thống loa là 12 loa Bose. Ngoài ra thì nó cũng có tích hợp thêm Apple CarPlay. Apple CarPlay có dây nha các bạn. Và lại là sạc điện thoại không dây luôn. Cái này là sạc điện thoại không dây nè. Sạc không dây nằm đây này các bạn. Không dây. Đó. Sạc điện thoại không dây nằm đó luôn. Thực sự là với cái màn hình này nè các bạn, với cái màn hình rộng này mà khi mà các bạn kết nối với Apple CarPlay thì nó hiển thị ra, nhìn các bạn nhìn bản đồ Google Maps, phải nói nó rất rất là đã, rất rất nét luôn các bạn. Rồi và kế đến một cái nữa, một cái vấn đề mà Phương muốn Tiến chia sẻ thật tình ở cái vấn đề mà Phương sắp đặt câu hỏi. Đó chính là cái độ ồn thực tế ở trên cái mẫu xe này. Nó nằm ở cái ngưỡng nào hả Tiến? Về độ ồn thì Tiến cũng đã trải qua nhiều dòng, chạy qua nhiều dòng rồi, nào là Phan 26, Civic, rồi nhiều dòng. Thì Tiến đang cảm thấy con này nó có độ ồn ít hơn. Với lại Tiến vẫn thích nhất là cảm giác ngồi, cảm giác là thoải mái. Nếu mình muốn mua một chiếc xe mà phân khúc D, nói đến phân khúc D các bạn nghĩ đi, ngồi lên này rất rộng rãi đúng không, thoải mái đúng không? Nhưng Tiến đã ngồi lên con này rồi, Tiến cảm thấy rất là thoải mái luôn đó. Tất cả các hàng ghế còn lại, kể cả hàng ghế sau, hàng ghế trước,
cảm giác hai bên ngồi rất là thoải mái, chân tiếng có thể để như này và không kiểu thấy gò bó, rất chung là khá thoải mái. Thì Phương cũng trải qua rất là nhiều, Phương cũng trải nghiệm rất nhiều mẫu xe. Thì có một số, một vài cái mẫu xe khi mà Phương xem các bạn review hay các bạn chia sẻ lại á, thì nó ồn quá, nhưng mà khi tới lúc mà Phương trải nghiệm thực tế thì nó không ồn tới cái mức như vậy. Bởi vậy Phương muốn là có một cái gì đó nó cực kỳ thực tế và sát sao để chia sẻ lên cho các bạn thấy. Nhiều khi các bạn chưa trải nghiệm thực tế đó trên mẫu xe đó mà các bạn nghe người này người kia nói cái mẫu xe đó rất là ồn, cái xe đó rất là ồn, nhưng mà thực tế cái xe nó không có ồn. Đúng rồi, các bạn phải nên trải nghiệm thực tế nhiều hơn chứ đừng nên nghe một số người nói. Nói chung là mình mua cái xe mình nên phải trải nghiệm thực tế nhiều hơn, trải qua nhiều dòng các bạn sẽ đúc kết ra một cái dòng xe phù hợp với mình. Chính vì vậy mà Phương mới nói với các bạn là cái showroom Kia Tân Sơn Nhất là một trong những cái showroom tiên phong có hai cái mẫu xe hiện tại bây giờ có thể nói là đang hot và best seller, đều đã có xe chạy thử rồi. Nếu các bạn mà quan tâm tới thì các bạn có thể liên hệ, không đâu xa, các bạn thấy liên hệ với bạn Tiến đây. Mình là Tiến đây, mình đang kinh doanh các cái dòng xe về Kia tại Tân Sơn Nhất luôn. Thì hiện tại trên cái showroom mình á, đang trang bị những cái dòng xe như là K5 này, đang có lấy thử luôn, Carnival, rồi Soluto, Seltos. Thì sắp tới đây bên mình sẽ triển khai thêm hai cái dòng xe mới, đó là Kia K3 và Kia Sorento All-New. Thì sắp tới đây nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ cho mình để mà trải nghiệm lái thử. Mình khuyên với các bạn là nên lái thử để trải nghiệm với dòng xe thực tế nó như thế nào, lái và cảm nhận từng dòng xe thì các bạn mới chọn ra cái xe cho mình ưng ý nhất, phù hợp nhất với gia đình mình. Đó là lời khuyên chân thành của mình. Đó, phải đây phải nói đúng là những cái mà những người cần, những nói chung là những tấm chiếu mới á, khi các bạn đi mua xe, quan tâm tới mẫu xe đó, các bạn phải đặt ra những cái câu hỏi, các bạn đừng có ngại ngùng, các bạn cứ đặt ra những cái câu hỏi thực tế nhất. Mới đổi tài nè các bạn, và bây giờ Phương bắt đầu trải nghiệm thực tế trên mẫu xe K5. Ôi, cái niềm ao ước bấy lâu nay bây giờ cũng tới rồi. Đó là nó mới báo cảnh báo điểm mù các bạn, có nghĩa là có một cái phương tiện nào phía sau chạy bám sát xe và nó báo trên xe tiếng kêu, rồi nó hiện ra camera bên hông xe luôn các bạn. Đây là một cái điểm rất là nổi trội của cái chức năng 3K360 trên mẫu xe Kia K5 này các bạn. Được đã. Không biết thì mấy bữa nay chắc anh Phương cũng đợi rất là lâu đối với cái dòng xe K5 này đúng không anh? Đợi quá lâu luôn. Mà cũng không ngờ là showroom mình về để nói chung là về cái mẫu xe này sớm để có làm xe chạy thử để phục vụ cho khách hàng. Thực sự em cũng em là sale đó, thì đa số khách hàng vô mua xe cũng đều muốn lấy cái thử dòng xe này hết, tại vì hiện tại nó cũng gọi là nó đang rất là hot mà cũng chưa ai trải nghiệm nó nhiều, trừ khi nó giới thiệu sản phẩm ở ngoài nhà máy thì mới có những dòng máy thử. Thì anh cho em thêm một số ý kiến thêm nếu mà anh đang trải nghiệm dòng này nó như thế nào á. Cái đầu tiên khi mà Phương trải nghiệm, Phương ngồi lên chiếc xe này, cái đầu tiên mà Phương thích so với những cái hãng xe khác đó chính là cái không gian ở trong xe nó rất là rộng các bạn. Cái không gian trong xe cực kỳ rộng so với một cái mẫu sedan, đặc biệt là mẫu sedan dòng D ha các bạn. Các bạn có thể thấy được là các mẫu sedan khác giống như là M6 hay là Camry đó, thì so với cái kiểu dáng của cái con Kia K5 á, là cái kiểu dáng nó thể thao, các bạn nhìn ở ngoài nó rất là thể thao đúng không, và cái kiểu dáng couple. Tuy nhiên khi mà các bạn vào cái không gian nội thất ở bên trong, các bạn thấy nó rất là rộng, ngồi rất là thoải mái. Đây là các bạn ngồi vô một chiếc xe mà các bạn thoải mái, các bạn có một cái cảm giác phấn khích, thì khi mà các bạn chạy được chiếc xe đó nó càng sướng hơn nữa. Và nó không phải chỉ ở cái cảm giác ngồi thoải mái ở hàng trên đâu các bạn, mà hàng trên rồi hàng dưới các bạn đều ngồi rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Đó là cái cảm nhận đầu tiên mà khi Phương lên cái con xe này.
Và kế đến nữa là Phương muốn nói lại một cái vấn đề mà hồi nãy Phương mới trao đổi với bạn Tiến, nói về là cái độ ồn. Thì cái độ ồn của con này các bạn, nó có ồn, đó là cái chuyện mà không thể bàn cãi rồi, nó có ồn. Nhưng mà nó ồn ở cái ngưỡng là ok, cái ngưỡng chấp nhận được. Chúng ta không dùng từ quá ồn trên mẫu xe này, hay là ồn tới nỗi mà điên đầu, thì trên mẫu xe này nó chưa tới cái mức đó nha các bạn, nó có ồn. Và cái kế đến nữa là cái những cái tiện ích xung quanh, những cái chi tiết nhỏ 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 trong cái mẫu xe này thôi các bạn, nó càng nói ra mình sẽ nói hết cả ngày, mình sẽ không nói hết được. Ví dụ như bây giờ ở hàng ghế sau thì chúng ta sẽ có rèm che nắng nè, đó, chúng ta có rèm che nắng, chúng ta có cửa sổ trời panorama. Khi mà các bạn đi du lịch với gia đình thì cái cửa sổ trời panorama này nó rất là tuyệt vời, rất rất là tuyệt vời các bạn. Và bây giờ Phương đang trải nghiệm, Phương cảm giác là rất nhiều thứ để nói, kiểu đánh lái tay lái nè, tay lái sẽ phù hợp cho từng chế độ lái ha các bạn. Trong 300m, vùng thu thập thông tin giao thông. Anh thấy vô lăng của mình đang lái á, thì nó có gọi là nó quá nhỏ không? Quá nhỏ sao mình đang cầm lái không anh? Vừa. Không, Phương thấy nó rất là phù hợp, không quá nhỏ. Ở trên mẫu, ở trên phiên bản 2.5 á, thì vô lăng của Kia K5 sẽ là vô lăng đê kích. Đó, nó cho các bạn cảm giác thể thao. Và em cũng muốn nói thêm á, đối với cái dòng xe mà Kia 2.5 á, GT Line á, đã được trang bị cái phần nội thất là màu đỏ. Đó, để nó thể hiện lên một cái phong cách gọi là thể thao. Phương tiếp xúc với rất nhiều các khách hàng comment ở trên kênh Chuyện Của Bầu, thì phải nói là về cái phần nội thất màu đỏ ở trên cái phiên bản 2.5 á, nó rất là chéo ngoe. Có bạn á, thì muốn lấy Premium với nội thất đỏ, có bạn lại muốn lấy phiên bản GT Line nhưng với nội thất đen. Thì cái này rất là khó nói, thì cái này thì nó tùy vào sở thích của mỗi người thôi. Đúng rồi anh Phương. Tuy nhiên thì Phương cũng thấy cái phần nội thất đỏ nó là một cái nét chấm phá, một cái nét gì đó đặc biệt ở trên cái mẫu xe này. Ví dụ như các bạn chỉ cần nhìn thấy nội thất đỏ là cái trong đầu các bạn mặc định đây là phiên bản cao cấp nhất của Kia K5. Rồi các bạn coi nè, để Phương coi giải trí coi. Cái này nó đang kết nối Apple CarPlay nè. Apple CarPlay á. Và Phương muốn chia sẻ thêm, khi mà các bạn chạy cái mẫu xe Kia K5 này về ban đêm á, thì các bạn sẽ thấy chiếc xe nó rất nổi bật. Nó nổi bật ở cái gì? Đó chính là cái dãy đèn daylight ở phía trước và cái dãy đèn hậu ở phía sau xe. Về đêm tối khi mà các bạn bật đèn lên, nhìn nó rất là độc, rất là đẹp. Đó chính là một trong những cái điểm mà người ta sẽ ngoái đầu lại nhìn khi mà các bạn trong 300m chạy mẫu xe này. Đúng rồi anh Phương. Rất là nhìn thấy cặp cái đèn mà LED chạy ban ngày á, với lại cặp đèn sau nữa. Đó thì một cái tia sấm chớp của thần Thor các bạn. Các bạn mà coi phim các bạn sẽ thấy được. Và thêm một chia sẻ với thêm một cái bạn nữa ha. Thì cái này là do kinh nghiệm Phương thấy nhiều thôi. Là Phương thấy rất là nhiều xe khi mà các bạn trẻ sở hữu K5 á, thì thường hay bị một cái lỗi. Đó chính là cái lỗi là các bạn quẹo xe quá sớm. Khi các bạn quẹo xe quá sớm á, thì các bạn thường bị quẹt ở xe ở hai bên hông. Vì sao các bạn? Nó có nguyên nhân hết. Vì chiếc xe K5 này cái chiều dài trục cơ sở của nó rất là dài. Bởi vậy trong đầu các bạn khi mà các bạn điều khiển cái mẫu xe này, tư tưởng các bạn có nghĩ là cái xe này nó là dòng sedan B hay là C. Do cái chiều dài của những cái phân khúc đó, nó xe đó, nó quá ngắn, khi các bạn quẹo sớm nó không có vấn đề gì. Nhưng đối với mẫu xe Kia K5 á, đây là một cái mẫu xe sedan phân khúc dòng D, thì khi do cái trục cơ sở của nó khá dài nên khi các bạn quẹo xe, các bạn phải lấy một cái khoảng cách phải đủ rộng để tránh cái trường hợp là các bạn quẹo sớm quá thì cái phần hông của bên xe nó sẽ bị quẹt vào góc. Ở Phương thấy rất là nhiều xe các bạn trẻ mới lái đều bị chày và va quẹt ở hai bên hông xe rất rất là nhiều. Thì để có thể nói đây là một cái điểm mà do các bạn chưa quen xe.
Tiến thấy sao khi mà về các chi tiết ở trên, ở trong cái mẫu xe Kia K5 này, nó có tiến bộ so với những đợt trước không Tiến? Theo Tiến nghĩ đối với dòng mà đang cũ hồi xưa là đang dùng cái tên gọi là Kia Optima, hiện tại bây giờ là các form bây giờ là Kia K5, giống như Cerato vậy. Cerato thì các bạn bây giờ đổi thành K3 hết rồi. Nó hiện tại thì nó đang theo xu hướng của 2022 á, là dành cho giới trẻ hiện đại, trẻ trung. Thì tất nhiên về tổng thể Tiến nhìn nhận được là mọi thứ, cái người thiết kế ra cái nội thất bên này nó đang có một sự sắp xếp hài hòa kể về mặt bên ngoài và mặt bên trong nữa. Bên ngoài thì có đèn daylight, các bạn nhìn vô không cần nhìn đâu xa, các bạn nhìn vô là chỉ các bạn đã nhận ra đó là Kia K5 rồi. Hiện tại nữa là thứ hai nữa là cái mẫu logo nữa nó cũng đã thay đổi rồi, không còn logo như thời xưa nữa, bây giờ nó là chữ Kia, nhìn vô là các bạn cũng đã nhận được. Thứ hai là nội thất tổng thể đi, các bạn thấy không, nó sắp xếp rất là chi tiết và đầy đủ các tính năng, không có thể không có bị rối mắt hết đó. Theo em nghĩ là nó để cố gắng cải tiến để cho nó phù hợp hơn. Cá nhân Phương thì Phương thấy các chi tiết làm ở trên mẫu xe K5 phải nói là có một cái sự nâng cấp rất là đáng kể. Đang cố cho mọi thứ nó, hãng đang cố làm cho cái hãng xe này trở nên nó mang một cái dáng dấp sang trọng trở lại. Điển hình là các bạn sẽ nhìn thấy các chi tiết ở trong khoang nội thất nè, các chi tiết giả gỗ nè, và những viền inox và đèn trong nội thất luôn. Đó là những cái chi, đó là những cái hơi hướng của những cái dòng xe sang sau này các bạn. Thì Kia cũng đang cố gắng đưa cái phân khúc sedan dòng D của mình trở lại với cái cho nó phù hợp với cái xu hướng. Các chi tiết bây giờ ở trong Kia K5 đã được Phương có cảm giác như đã được nâng cấp lên một cái level kế tiếp. Về màn hình nè, về các chi tiết nè, về các bạn sẽ nhìn thấy đặc biệt nhất là cái lẫy mở cửa nè, đó, những cái chi tiết mạ chrome đồ rất là đẹp. Và các loa, không, loa bây giờ đã được trang bị loa Bose. Và trên cái mẫu xe Kia Sportage các bạn, thì Kia đã mang cái hãng Harman Kardon lên cho trên cái mẫu xe Kia Sportage đó. Trong 300m phía trước có đèn đỏ. Với động cơ 2.0 đi theo trên mẫu xe này các bạn, thì xe rất là bốc, nên khi các bạn chạy trong phố các bạn thậm chí không cần nhấn ga quá nhiều, làm cho mình chạy với cảm giác xe nó không có ù lì, nên cái cảm giác các bạn lái các bạn thích. Có một số xe nó khởi động quá chậm, khi mà các bạn đề ba làm cho các bạn cái cảm giác các bạn lái nó không có hào hứng như mấy, cảm giác rất là mệt mỏi vậy. Mà Tiến cũng muốn bổ sung thêm một ý anh Phương nữa, là hiện tại trên cái dòng Kia K5 này đối với tất cả các phiên bản đều có đề nổ từ xa nha. Anh Phương có thử chế độ này bao giờ chưa anh Phương? Có, Phương đã có trải nghiệm với cái chế độ đề nổ từ xa rồi. Tuy nhiên có một bạn đặt có một cái câu hỏi rất là hay cho cái chế độ này các bạn. Bạn ấy đặt cái câu hỏi rằng cái có cái cách nào để em nhận biết được rằng xe đã đề nổ khi mà em không ở gần xe không? Mà các bạn có anh Phương quay đầu à? Xe rất là dài nha các bạn. Các bạn phải lùi. Lùi là bắt đầu camera hành trình, camera B60 rất là nét. Đó, hệ thống cảnh báo nó sẽ báo cho mình luôn. Các bạn thấy anh Phương lái rất là chuyên nghiệp không? Điệu nghề quá. Càng ngày những cái xe mẫu xe mới các bạn nó đã trang bị tích ứng rất là nhiều các phần mềm cũng như các chức năng nó hỗ trợ người lái lớn đến phải dùng từ là tận răng. Đó. Cái việc còn lại là các bạn sử dụng các chức năng nó như thế nào. Đúng rồi. Đối với chức năng cam 360 trên mẫu xe này các bạn, thì nó giúp cho các bạn dê chiếc xe hay là đánh cặp lề hay đánh lái vô chuồng đồ phải rất là chuẩn xác luôn. Trong 300m vùng thu thập thông tin giao thông,
À, các bạn coi nè, bây giờ Phương sẽ về vô chuồng nè, các bạn coi nè, nhìn gương hậu nè, cam lùi nè, về vô chuồng chưa chuẩn xác nha các bạn, không có đậu xéo đậu lệch nha. Được đã. Sau một lần bây giờ anh đã trải nghiệm xong đối với cái dòng xe K5 này, anh có cảm nhận gì khi mà lần đầu tiên cầm lái chiếc K5 này không anh? À, cảm nhận rất là tuyệt vời các bạn ơi, rất là tuyệt vời. À, các chức năng nó hỗ trợ mình lái rất là đã. Bây giờ Phương là mong muốn kế tiếp của Phương là làm sao mà để hả, trải nghiệm cái con này trên cao tốc các bạn. Các bạn trải nghiệm con này trên cao tốc với cái chế độ lái custom như hồi nãy bạn Tiến giới thiệu của mình thì Phương nghĩ lúc đó nó còn phấn khích hơn nữa. Thì sau cái ngày trải nghiệm của Phương đối với K5 hôm nay thì Phương hy vọng là các bạn nếu mà quan tâm tới cái mẫu xe này thì các bạn phải biết làm gì rồi ha. Nếu mà các bạn ở Sài Gòn thì các bạn có thể liên hệ với Tiến ngay. Phương sẽ để cái thông tin số điện thoại của Tiến ở trong cái phần mục mô tả ha các bạn. Các bạn có thể liên hệ với Tiến để sắp xếp có để có được một cái ngày chạy thử trải nghiệm trực tiếp trên cái mẫu xe Kia K5 này. Rồi sau đó các bạn quyết định có nên rước em nó về nhà hay không ha. Và trong cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay Phương cũng rất là cảm ơn Tiến đã đồng hành cùng với Phương cũng như chia sẻ những cái thông tin về thêm chi tiết thêm về cái mẫu xe Kia K5 này. Và sau đây thì Tiến cũng cảm ơn anh Phương là người để kết nối với Tiến để mà cùng nhau quay nên cái clip Kia K5 về cách sử dụng lái xe như thế nào này. Rồi là tốt. Rồi, clip tới đây cũng khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần tới ha. Còn bây giờ, xin chào. Và lần tới, Phương sẽ hẹn các bạn một ngày trải nghiệm đối với em Kia Carnival. Một trong những cái em đang hot và best seller nhất của hãng Kia nha các bạn. Rồi, tới đây Phương xin chào.